Có chạm da không em? Chị em cô dì đang cải thiện nám tàn nhang rồi mồi, mới chỉ cần dưỡng phục hồi và bảo vệ da, đừng để da mình bị sạm, bị sậm hơn do tác động của môi trường bên ngoài, ví dụ như là nắng hoặc là môi trường làm việc. Còn một cái ít ai để ý đến đó là cái khẩu trang, cái chất nó dày hơn so với cái da của mình, nó có thể làm tổn hại cho da, làm da mình bị sậm sậm hơn. Do đó mà chị đừng để da bị sậm hơn do tác động của môi trường bên ngoài. Nếu chị em cô dì đang sử dụng một cái giải pháp thiên nhiên nào đó mà trong quá trình sử dụng da mình sạm hơn hoặc là sậm hơn do quá trình thải độc, hoặc là cái chân nám, cái gốc nám đang được hút lên rồi mờ, cái chân, cái gốc nó được cải thiện rồi, hiệu quả cao, nó sẽ lâu tái tới tới lui. Chị em cô dì sử dụng cái hũ mặt nạ cao lá của cái núi viên nám này, nếu mình chưa cần cải thiện cái chân, cái gốc, mình muốn hỗ trợ cho da trắng sáng nhanh hơn, thì qua tuần thứ hai sau khi da quen sản phẩm, da khỏe, mấy chị tập bỏ sữa, lắp nguyên chất, lấy tí xíu nạ mấy chị thôi, chủ yếu chỗ cần cải thiện da nám tàn nhang đồi mồi, để 15-30 phút trước khi rửa mặt, mấy chị lấy sữa chua không đường đắp chồng lên thêm, sau đó massage nhẹ nhàng và rửa mặt thật sạch, đừng để nạ lá còn sót trên da, buông soi gương da sáng hẳn, dễ mê. Em và nhiều chị em cô dì đã từng sải mê, sử dụng hết một hũ hiệu quả rồi, mình giới thiệu cho người quen người nhà hoặc là mua giùm người thân sử dụng, lâu lâu mình quay lại duy trì, một tuần sử dụng 1-2 lần. Chị em cô dì đang tìm giải pháp để cải thiện da nám tàn nhang đồi mồi, cho da mình cơ hội sử dụng một hũ mặt nạ cao lá của cái núi viên nám này, shop em của núi Yến chính hãng, chúc tất cả các chị em sớm có được một cái làn da khỏe đẹp như ý.